Lời kể giật mình của khán giả Mắt Vàng trong đêm nhạc có Phi Nhung. Khán giả đến xem nhạc cho biết có nhiều người bị giật dây chuyền vàng khi đến xem đêm nhạc có ca sĩ Phi Nhung biểu diễn. Do vụ việc diễn ra quá nhanh, số lượng vàng mắc khá lớn nhưng tìm không thấy công an bảo vệ nên một số khán giả đã lên sân khấu trình bày vụ việc. Liên quan đến thông tin một số khán giả đi xem đêm nhạc có ca sĩ Phi Nhung lên sân khấu nói mắc vàng buộc bồi thường gây xôn xao dư luận vài ngày qua, phóng viên đã về huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ tìm gặp một số nạn nhân. Bà Ngô Thị Đơn, sinh năm 1967, xã Thế Xuân cho biết đêm nhạc được tổ chức tại khu trung tâm hành chính huyện Cờ Đỏ vào tối ngày 17 tháng 3. Do quá mê tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung nên bà cùng gia đình và nhiều bà con đi xem. Vừa ngồi xuống khoảng 5 phút thì con gái bà và con rể la lên là bị giật dây chuyền, hai sợ gần một cây vàng. Chúng tôi đi tìm công an bảo vệ nhưng không thấy, không ai giải quyết. Tức quá nên chúng tôi quyết định lên sân khấu nói cho mọi người biết là ban tổ chức chương trình không hợp đồng, không kết hợp với công an đã để xảy ra tình trạng cướp giật và nhằm thông báo cho bà con cùng biết để cẩn thận, bà Đơn kể. Bà Đơn kể tiếp, một nhân viên của ban tổ chức ra xin lỗi và hứa sẽ xử lý sau. Đúng lúc đó ca sĩ Phi Nhung đi ra từ phía sau sân khấu. Sau khi tôi kể vụ việc, Phi Nhung hỏi thăm rồi khuyên tôi xuống rồi sẽ tính do. Nghe nói vậy, tôi cùng con gái đi xuống. Sau khi hát xong, ca sĩ Phi Nhung đã mời tôi lên để trao 10 triệu là cách xê đêm diễn tối hôm đó. Tôi cảm ơn và đem số tiền cất cẩn thận. Anh HL, chợ Nóc Bằng, xã Thế Đông cho biết gia đình anh cũng bị mất vàng trong đêm nhạc. Anh L kể, vợ chồng tôi đang tìm chỗ ngồi thì ai đó nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ của vợ tôi. Do đêm tối nên không xác định được ai là thủ phạm. Sợi dây chuyền này là vàng 18, 4,5 chỉ, có kiểu hộp nên bị giật đứt văng tung ra dưới đất. Mạnh ai nấy lượm, tôi chỉ lượm lại được có vài hộp. Anh L còn cho biết, em gái của anh cũng bị giật sợi dây chuyền gần 4 chỉ. Một người hàng xóm của anh bị giật sợi dây chuyền 6 chỉ. Khi vợ chồng tôi đến trình báo công an thì phát hiện có rất nhiều người bị giật dây chuyền cũng đi trình báo và vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút thôi. Có người bị giật chỉ biết đứng khóc rồi về, có người bị giật xong mắc cỡ nên không trình báo, anh L nói. Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ công an thành phố Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an huyện Cờ Đỏ tiến hành điều tra làm rõ. Qua đó, công an thành phố Cần Thơ yêu cầu làm rõ việc tổ chức đêm ca nhạc này có xin phép chính quyền địa phương hay không. Được biết, cảnh tượng hỗn loạn trong đêm nhạc trên ở huyện Cờ Đỏ đã được người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội. Công an vào cuộc vụ ca sĩ Phi Nhung bị ăn vạ, đòi đền một cây vàng. Theo thông tin từ Cần Thơ, công an thành phố Cần Thơ sẽ mời những người liên quan đến đoạn clip trên để lấy lời khai và làm rõ việc có hay không chuyện bị mất một lượng vàng rồi đòi ca sĩ Phi Nhung phải bồi thường vào tối ngày 17 tháng 3. Ngoài ra, lãnh đạo công an thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu công an huyện Cờ Đỏ làm rõ việc ban tổ chức đêm ca nhạc có xin phép chính quyền địa phương để tổ chức đêm ca nhạc trên hay không, vì sao không có mặt lực lượng công an địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trong đêm diễn, để báo cáo về lãnh đạo công an thành phố Cần Thơ. Như đã đưa tin, vào tối ngày 17 tháng 3, trong một show diễn ở Cần Thơ, nữ ca sĩ Phi Nhung đã bị một người phụ nữ và một nhóm khán giả nhảy lên sân khấu la lối đòi ban tổ chức phải đền bù cho họ một cây vàng vừa bị mất trong khi đang xem biểu diễn. Người phụ nữ cho rằng bảo vệ chương trình ca nhạc đã làm không tốt trách nhiệm để dẫn đến việc mình bị mất tài sản, vì vậy ban tổ chức phải đền bù lại cho mình. Sự việc diễn ra đúng thời điểm ca sĩ Phi Nhung đang biểu diễn trên sân khấu. Trước hoàn cảnh trớ trêu như vậy, Phi Nhung chỉ còn cách thuyết phục người phụ nữ kia để show diễn được tiếp tục phục vụ cho khán giả, với lời hứa sau chương trình chị sẽ cùng ban tổ chức giải quyết trường hợp của người phụ nữ kia. Trước sự việc căng thẳng, Phi Nhung đã nhẹ nhàng thuyết phục người phụ nữ bình tĩnh xuống sân khấu và hứa sau chương trình sẽ cùng ban tổ chức giải quyết. Sau đó, ca sĩ Phi Nhung đã chấp nhận đền cho người phụ nữ này 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền từ Phi Nhung, người này vẫn tiếp tục gây rắc rối. Nhạc vừa bật lên, người phụ nữ này lại nhảy lên sân khấu, muốn được đòi thêm. Ca sĩ Phi Nhung một lần nữa phải giải thích đây là chương trình hát miễn phí, nên chị không có tiền tiếp để đền bù thêm được nữa. Toàn bộ sự việc xảy ra được một khán giả ghi lại bằng một đoạn clip rồi tung trên mạng xã hội. Hiện tại, cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip cùng với nhiều bình luận, đa số đều phản đối hành động của người phụ nữ và nghi rằng đây là một vụ lừa đảo, gian cảnh. Phi Nhung bị kéo rách áo sau khi tặng 10 triệu đồng cho khán giả. Một người phụ nữ đòi nữ ca sĩ và ban tổ chức bồi thường sau khi bị mất cắp một cây vàng. Hôm qua, ngày 18 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video Phi Nhung tặng cho một vị khán giả 10 triệu đồng sau khi biết người này bị mất cắp một cây vàng. Sự việc diễn ra trong một đêm nhạc tại khu vực chợ Cờ Đỏ, Cần Thơ vào tối ngày 17 tháng 3 do một nhà mạng viễn thông tổ chức. Theo lời kể của Phi Nhung, đây là sự kiện miễn phí nên có rất đông người dân đến xem chương trình. Một nữ khán giả trung niên đã không may bị mất một cây vàng. Người này lên sân khấu đòi ban tổ chức phải chịu trách nhiệm trong chuyện mất tài sản.
Thời điểm đó, Phi Nhung chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thì bị nhóm người này quay quanh đòi bồi thường với lý do họ đến đêm nhạc chỉ vì muốn xem Phi Nhung. Để giải quyết sự việc, nữ ca sĩ đã lên sân khấu trấn an vị khán giả bị mất tài sản. Lúc này Phi Nhung đã đến trấn an khán giả được cho là bị mất tài sản. Cô mời người phụ nữ đi xuống và cam kết sẽ giải quyết vụ việc. Sau một lúc thuyết phục, nhóm người này mới chịu xuống khán đài. Phi Nhung nói, tối nay có mấy anh chị rất nghèo mà bị xui. Vật chất đối với em không là gì hết, nhưng với người nghèo thì rất to lớn. Em sẽ thay mặt ban tổ chức, lấy số tiền hôm nay em hát đưa lại cho chị. Mong chị đừng buồn, vì mất cái này thì mình sẽ có lại cái khác. Sau đó nữ ca sĩ gửi nữ khán giả 10 triệu đồng và xin được hát tiếp phục vụ khán giả tại đây. Tuy nhiên khi nhạc đã bắt đầu, Phi Nhung đang chuẩn bị hát thì người này tiếp tục tiến lên sân khấu. Mặc dù nhận được tiền đền bù, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn giật mít, thể hiện sự bức xúc. Phi Nhung nói rằng vì không có nhiều tiền nên chỉ có thể đưa 10 triệu. Chưa dừng lại ở đó, một nguồn tin tiết lộ, sau khi buổi diễn kết thúc, Phi Nhung đang chuẩn bị ra về thì bị một nhóm người khác chặn đường. Nữ ca sĩ nói mình hết tiền thì bị nhóm người này kéo đến rách áo, bầm tay. Nhờ sự can thiệp của quản lý và tài xế mà Phi Nhung mới thoát khỏi vòng vây và trở về an toàn. Khi phóng viên liên hệ với ca sĩ Phi Nhung để xác minh thông tin, hỏi Phi Nhung vì sao lại tự nguyện đưa tiền dù không liên quan gì, cô nói thực sự mọi chuyện cũng qua rồi, tôi cũng vì khán giả của mình thôi. Hôm đó có 4-5 người lên sân khấu làm y xèo hết, có mấy bạn trẻ có đánh nhau nữa, trong khi đó khán giả bên dưới họ đến xem tôi hát. Thành ra tôi mới nghĩ rằng mình hát bao nhiêu thì cho mấy chị đó bấy nhiêu, tôi làm vậy vì khán giả, vì các em nhỏ, chứ không có gì to tát. Về việc bị chặn đường sau khi hát xong, Phi Nhung thừa nhận chuyện này có thật. Cô nói lúc về thì từ đâu có rất nhiều người đến đòi tiền khiến cho cô hoảng sợ. Nữ ca sĩ nhanh chóng ra xe thì bị kéo rách áo, lúc đi rồi còn thấy đau nhức cả tay. Đại diện ca sĩ Phi Nhung xác nhận sự việc trên là có thật. Hôm đó có 4 người lên sân khấu một lúc. Người vợ bảo vừa được chồng vừa tặng một cây vàng nhưng bị mất khi xem chương trình nên làm ôm sầm lên. Thế vậy Phi Nhung đứng ra giải quyết để chương trình được tiếp tục. Sự việc người phụ nữ bị mất một cây vàng khi đem xem ca nhạc khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực. Nhà nghèo mà mang một cây vàng trong người đi xem ca nhạc mà sao anh chị ấy mang nhiều vàng làm gì? Các bình luận của dân mạng về điều này, phía Phi Nhung chia sẻ, nếu sự việc là dàn cảnh thì quay lại làm người tốt còn kịp, không sao cả. Phi Nhung đã quên hết rồi, quên khuôn mặt của nạn nhân, nên nếu cái gì mình làm ra thì hãy trân trọng và cất ở nhà đi chơi tay không cho thoải mái.
bị mất tài sản. Vì vậy, ban tổ chức phải đền bù lại cho mình. Sự việc diễn ra đúng thời điểm ca sĩ Phi Nhung đang biểu diễn trên sân khấu. Trước hoàn cảnh trớ trêu như vậy, Phi Nhung chỉ còn cách thuyết phục người phụ nữ kia để show diễn được tiếp tục phục vụ cho khán giả. Với lời hứa, sau chương trình chị sẽ cùng ban tổ chức giải quyết trường hợp của người phụ nữ kia. Trước sự việc căng thẳng, Phi Nhung đã nhẹ nhàng thuyết phục người phụ nữ bình tĩnh xuống sân khấu và hứa sau chương trình sẽ cùng ban tổ chức giải quyết. Sau đó, ca sĩ Phi Nhung đã chấp nhận đền cho người phụ nữ này 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền từ Phi Nhung, người này vẫn tiếp tục gây rắc rối. Nhạc vừa bật lên, người phụ nữ này lại nhảy lên sân khấu, muốn được đòi thêm. Ca sĩ Phi Nhung một lần nữa phải giải thích đây là chương trình hát miễn phí, nên chị không có tiền tiếp để đền bù thêm được nữa. Toàn bộ sự việc xảy ra được một khán giả ghi lại bằng một đoạn clip rồi tung trên mạng xã hội. Hiện tại cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip cùng với nhiều bình luận, đa số đều phản đối hành động của người phụ nữ và nghi rằng đây là một vụ lừa đảo, gian cảnh. Phi Nhung bị kéo rách áo sau khi tặng 10 triệu đồng cho khán giả. Một người phụ nữ đòi nữ ca sĩ và ban tổ chức bồi thường sau khi bị mất cắp một cây vàng. Hôm qua, ngày 18 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video Phi Nhung tặng cho một vị khán giả 10 triệu đồng sau khi biết người này bị mất cắp một cây vàng. Sự việc diễn ra trong một đêm nhạc tại khu vực chợ Cờ Đỏ, Cần Thơ vào tối ngày 17 tháng 3 do một nhà mạng viễn thông tổ chức. Theo lời kể của Phi Nhung, đây là sự kiện miễn phí nên có rất đông người dân đến xem chương trình. Một nữ khán giả trung niên đã không may bị mất một cây vàng. Người này lên sân khấu đòi ban tổ chức phải chịu trách nhiệm trong chuyện mất tài sản. Thời điểm đó, Phi Nhung chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thì bị nhóm người này quay quanh đòi bồi thường với lý do họ đến đêm nhạc chỉ vì muốn xem Phi Nhung. Để giải quyết sự việc, nữ ca sĩ đã lên sân khấu trấn an vị khán giả bị mất tài sản. Lời kể giật mình của khán giả mất vàng trong đêm nhạc có Phi Nhung. Khán giả đến xem nhạc cho biết có nhiều người bị giật dây chuyền vàng khi đến xem đêm nhạc có ca sĩ Phi Nhung biểu diễn. Do vụ việc diễn ra quá nhanh, số lượng vàng mất khá lớn nhưng tìm không thấy công an bảo vệ nên một số khán giả đã lên sân khấu trình bày vụ việc. Liên quan đến thông tin một số khán giả đi xem đêm nhạc có ca sĩ Phi Nhung lên sân khấu nói mất vàng buộc bồi thường gây xôn xao dư luận, vài ngày qua phóng viên đã về huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ tìm gặp một số nạn nhân. Bà Ngô Thị Đơn, sinh năm 1967, xã Thế Xuân cho biết đêm nhạc được tổ chức tại khu trung tâm hành chính huyện Cờ Đỏ vào tối ngày 17 tháng 3. Do quá mê tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung nên bà cùng gia đình và nhiều bà con đi xem. Vừa ngồi xuống khoảng 5 phút thì con gái bà và con rể la lên là bị giật dây chuyền, hai sợ gần một cây vàng. Chúng tôi đi tìm công an bảo vệ nhưng không thấy, không ai giải quyết. Tức quá nên chúng tôi quyết định lên sân khấu nói cho mọi người biết là ban tổ chức chương trình không hợp đồng, không kết hợp với công an đã để xảy ra tình trạng cướp giật và nhằm thông báo cho bà con cùng biết để cẩn thận, bà Đơn kể. Bà Đơn kể tiếp, một nhân viên của ban tổ chức ra xin lỗi và hứa sẽ xử lý sau. Đúng lúc đó ca sĩ Phi Nhung đi ra từ phía sau sân khấu. Sau khi tôi kể vụ việc, Phi Nhung hỏi thăm rồi khuyên tôi xuống rồi sẽ tính do. Nghe nói vậy, tôi cùng con gái đi xuống. Sau khi hát xong, ca sĩ Phi Nhung đã mời tôi lên để trao 10 triệu là cách xê đêm diễn tối hôm đó. Tôi cảm ơn và đem số tiền cất cẩn thận. Anh HL, chợ Nóc Bằng, xã Thế Đông cho biết gia đình anh cũng bị mất vàng trong đêm nhạc. Anh L kể, vợ chồng tôi đang tìm chỗ ngồi thì ai đó nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ của vợ tôi. Do đêm tối nên không xác định được ai là thủ phạm. Sợi dây chuyền này làm vàng 18, 4,5 chỉ, có kiểu hộp nên bị giật đứt văng tung ra dưới đất. Mạnh ai nấy lượm, tôi chỉ lượm lại được có vài hộp. Anh L còn cho biết, em gái của anh cũng bị giật sợi dây chuyền gần 4 chỉ. Một người hàng xóm của anh bị giật sợi dây chuyền 6 chỉ. Khi vợ chồng tôi đến trình báo công an thì phát hiện có rất nhiều người bị giật dây chuyền cũng đi trình báo và vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút thôi. Có người bị giật chỉ biết đứng khóc rồi về, có người bị giật xong mắc cỡ nên không trình báo, anh L nói. Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ công an thành phố Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an huyện Cờ Đỏ tiến hành điều tra làm rõ. Qua đó, công an thành phố Cần Thơ yêu cầu làm rõ việc tổ chức đêm ca nhạc này có xin phép chính quyền địa phương hay không. Được biết, cảnh tượng hỗn loạn trong đêm nhạc trên ở huyện Cờ Đỏ đã được người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội. Công an vào cuộc vụ ca sĩ Phi Nhung bị ăn vạ, đòi đền một cây vàng. Theo thông tin từ Cần Thơ, công an thành phố Cần Thơ sẽ mời những người liên quan đến đoạn clip trên để lấy lời khai và làm rõ việc có hay không chuyện bị mất một lượng vàng rồi đòi ca sĩ Phi Nhung phải bồi thường vào tối ngày 17 tháng 3. Ngoài ra, lãnh đạo công an thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu công an huyện Cờ Đỏ làm rõ việc ban tổ chức đêm ca nhạc có xin phép chính quyền địa phương để tổ chức đêm ca nhạc trên hay không, vì sao không có mặt lực lượng công an địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trong đêm diễn, để báo cáo về lãnh đạo công an thành phố Cần Thơ.
Như đã đưa tin vào tối ngày 17 tháng 3, trong một show diễn ở Cần Thơ, nữ ca sĩ Phi Nhung đã bị một người phụ nữ và một nhóm khán giả nhảy lên sân khấu la lối, đòi ban tổ chức phải đền bù cho họ một cây vàng vừa bị mất trong khi đang xem biểu diễn. Người phụ nữ cho rằng bảo vệ chương trình ca nhạc đã làm không tốt trách nhiệm để dẫn đến việc mình vừa được chồng vừa tặng một cây vàng nhưng bị mất khi xem chương trình nên làm ôm sầm lên. Thế vậy Phi Nhung đứng ra giải quyết để chương trình được tiếp tục. Sự việc người phụ nữ bị mất một cây vàng khi đem xem ca nhạc khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực. Nhà nghèo mà mang một cây vàng trong người đi xem ca nhạc mà sao anh chị ấy mang nhiều vàng làm gì? Các bình luận của dân mạng về điều này, phía Phi Nhung chia sẻ, nếu sự việc là dàn cảnh thì quay lại làm người tốt còn kịp, không sao cả. Phi Nhung đã quên hết rồi, quên khuôn mặt của nạn nhân, nên nếu cái gì mình làm ra thì hãy trân trọng và cất ở nhà đi chơi tay không cho thoải mái. Lúc này Phi Nhung đã đến trước ngang khán giả được cho là bị mất tài sản. Cô mời người phụ nữ đi xuống và cam kết sẽ giải quyết vụ việc. Sau một lúc thuyết phục, nhóm người này mới chịu xuống khán đài. Phi Nhung nói, tối nay có mấy anh chị rất nghèo mà bị xui. Vật chất đối với em không là gì hết, nhưng với người nghèo thì rất to lớn. Em sẽ thay mặt ban tổ chức, lấy số tiền hôm nay em hát đưa lại cho chị. Mong chị đừng buồn, vì mất cái này thì mình sẽ có lại cái khác. Sau đó nữ ca sĩ gửi nữ khán giả 10 triệu đồng và xin được hát tiếp phục vụ khán giả tại đây. Tuy nhiên khi nhạc đã bắt đầu, Phi Nhung đang chuẩn bị hát thì người này tiếp tục tiến lên sân khấu. Mặc dù nhận được tiền đền bù nhưng người phụ nữ trung niên vẫn giật mít, thể hiện sự bức xúc. Phi Nhung nói rằng vì không có nhiều tiền nên chỉ có thể đưa 10 triệu. Chưa dừng lại ở đó, một nguồn tin tiết lộ, sau khi buổi diễn kết thúc, Phi Nhung đang chuẩn bị ra về thì bị một nhóm người khác chặn đường. Nữ ca sĩ nói mình hết tiền thì bị nhóm người này kéo đến rách áo, bầm tay. Nhờ sự can thiệp của quản lý và tài xế mà Phi Nhung mới thoát khỏi vòng vây và trở về an toàn. Khi phóng viên liên hệ với ca sĩ Phi Nhung để xác minh thông tin, hỏi Phi Nhung vì sao lại tự nguyện đưa tiền dù không liên quan gì, cô nói thực sự mọi chuyện cũng qua rồi, tôi cũng vì khán giả của mình thôi. Hôm đó có 4-5 người lên sân khấu làm y xèo hết, có mấy bạn trẻ có đánh nhau nữa, trong khi đó khán giả bên dưới họ đến xem tôi hát. Thành ra tôi mới nghĩ rằng mình hát bao nhiêu thì cho mấy chị đó bấy nhiêu, tôi làm vậy vì khán giả, vì các em nhỏ, chứ không có gì to tát. Về việc bị chặn đường sau khi hát xong, Phi Nhung thừa nhận chuyện này có thật. Cô nói lúc về thì từ đâu có rất nhiều người đến đòi tiền khiến cho cô hoảng sợ. Nữ ca sĩ nhanh chóng ra xe thì bị kéo rách áo, lúc đi rồi còn thấy đau nhức cả tay. Đại diện ca sĩ Phi Nhung xác nhận sự việc trên là có thật. Hôm đó có 4 người lên sân khấu một lúc, người vợ bảo